thoát Trương Mỹ Lan, hai Nhật bị Bộ Chính trị cho quật lại vụ thủ thiềm. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, nhiều người kỳ vọng rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ lôi được Lê Thanh Hải vào lò. Bởi đây là vụ án chấn động với số tiền tham ô rất lớn. Tuy nhiên, sau 2 năm điều tra và ra tòa, bóng dáng Lê Thanh Hải vẫn không hề xuất hiện. Có thể nói sai phạm của bà Trương Mỹ Lan tập trung ở hai phần. Thứ nhất là thâu tóm ngân hàng SCB để rút tiền, thứ nhì là thâu tóm đất vàng. Ai đã để sổng Lê Thanh Hải trong vụ án Vạn Thịnh Phát? Phần thâu tóm ngân hàng SCB có liên quan đến một lãnh đạo ngân hàng nhà nước và một tướng công an. Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan trước tòa, đó chính là ông Trần Minh Tuấn, cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam và ông Phạm Quý Ngọ, tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát. Điều kỳ lạ là cả hai ông này đều đã chết sau khi ông Phạm Trí Dũng khai đã nhận tiền của bà Lan và đưa cho ông Phạm Quý Ngọ. Sau khi ông Phạm Minh Tuấn và ông Phạm Quý Ngọ chết, ông Tô Lâm cho ngắt mạch điều tra tại đây. Hành động này có thể nhằm bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng nhà nước, bởi dư luận cho rằng chủ trương cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém là chủ trương của thống đốc, còn phó thống đốc chỉ là người thừa hành. Nếu không có một loạt chính sách sai lầm của nhà nước thì đã không có chuyện SCB để cho bà Lan rút tiền, khiến giờ đây ngân hàng nhà nước phải lấy 24 tỷ đô la của người dân để mà cứu thanh khoản cho SCB nhằm tránh nền kinh tế bị sụp đổ. Người ra bất kỳ chủ trương nào cũng là người phải chịu trách nhiệm cao nhất, nhưng dưới sự tài tình của đảng, những người đưa ra chủ trương chính sách thì đều bình an vô sự, bất kể nó sai đến đâu, bất kể gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào không biết việc ngắt bạch điều tra để bảo vệ Nguyễn Văn Bình và Lê Minh Hưng là chủ trương của ai? Của ông Tổng hay của ông Tô Lâm? Ông Lê Minh Hưng là một trong những đệ ruột của ông Tổng, cho nên cũng có thể ông Tô Lâm không động đến Lê Minh Hưng là vì vùng cấm của Tổng Bí Thư. Còn trường hợp ông Nguyễn Văn Bình giới thạo tin cho là ông Hồ Mẫu Ngoạt đã dỉ tay ông Tổng để cho ông Bình hạ cánh an toàn. Có thể các lãnh đạo cao nhất của ngân hàng nhà nước thoát vụ Vạn Thịnh Phát là bởi ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã bao che cho ông Lê Thanh Hải trong sai phạm giao đất vàng cho bà Lan trong suốt một nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và hai nhiệm kỳ làm Bí Thư Thành ủy của ông Hải. Từ lâu ông Trọng đã muốn lôi ông Lê Thanh Hải vào lò nhưng không được. Chắc hẳn ông Trọng không phải là người ra chủ trương tha cho ông Hải trong vụ Vạn Thịnh Phát. Như vậy, chỉ có thể là Tô Lâm đã chủ trương làm điều đó. Mới đây, truyền hình Nhân dân, một kênh truyền hình của tờ báo Nhân dân đã déo tên ông Hải trong vụ sai phạm thủ thiêm. Kênh này viện dẫn điều 9 của điều lệ đảng để chỉ ra sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Đồng thời, kênh truyền hình trên dẫn kết luận của Bộ Chính trị rằng ông Lê Thanh Hải vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Một kết luận tương tự như các quan chức đã bị vào lò. Còn thông tin được tuần ra từ nội bộ đảng cho biết ông Lê Thanh Hải đã bị câu lưu ở Hà Nội. Truyền hình Nhân dân đã gọi tên ông Lê Thanh Hải. Vụ thủ thiêm đã bị ông Trọng khui ra vào năm 2018, tuy nhiên khi đó ông Trọng không thể xử lý được ông Hải. Với việc bắt bà Trương Mỹ Lan tưởng rằng ông Tổng sẽ kéo được ông Hải vào lò, nhưng hai nhật Lê Thanh Hải vẫn thoát. Giờ đây ông Tổng phải mượn đến tay Bộ Chính trị để mà giải quyết. Xem ra trong việc điều tra sai phạm của ông Lê Thanh Hải, ông Trọng và ông Tô Lâm không cùng suy nghĩ. Và nếu trong vụ vạn tịnh phát Tô Lâm cố tình bỏ qua cho ông Hải, thì đấy chính là dấu hiệu ông Tô Lâm đã không còn vâng lời ông Tổng nữa. Đến nay, điều này đã hoàn toàn thành hiện thực. Tô Lâm đã tự ý hành động mà không nghe theo ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem, sắp tới Đảng Cộng sản sẽ còn rất nhiều câu chuyện để mà quan sát. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Thoát trường Mỹ Lan, hai Nhật bị Bộ Chính trị cho quật lại vụ thủ thiêm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê Tổng trọng sắp hết thời ngôi sao mới nổi xuất hiện. Ai sẽ kết liễu thời của ông Trọng? Ở đại hội lần thứ 13 cách đây 3 năm, khi đó sức khỏe của Tổng Trọng đã không tốt do di chứng của lần ngã bệnh tại Kiên Giang trước đó 2 năm. Tuy nhiên lúc đó sức khỏe chính trị của ông Tổng dẫn vững trong tay ông lúc đó có tất cả bao gồm sự ủng hộ của Tập Kinh Bình, một ban bí thư với những thuộc hạ trung thành và một bộ trưởng bộ công an biết vâng lời giờ đây sức mạnh chính trị của tổng trọng đã tổn thương rất nặng nề sau khi tô lâm tạo phản trước khi ra mặt tạo phản tô lâm đã đi sứ sang trung quốc thể hiện muốn lấy lòng bắc kinh dù muốn hay không cũng tới lúc bắc kinh cần người mới để mà thay thế tổng bí thư nguyễn phú trọng để tập có thể tính kế hoạch dài hạn hơn ông nguyễn phú trọng đã quá già và không còn giữ được sức mạnh chính trị vốn có không phải tô lâm cứ thích tạo phản là có thể làm được Mông chỉ có thể tạo phản sau khi từ Bắc Kinh trở về. Rất có thể chuyến đi Bắc Kinh vào hồi giữa tháng 9 năm ngoái đã cho Tô Lâm một tín hiệu tích cực. Lâu nay Tô Lâm vẫn kiểm soát Bộ Công an, sao ông không ra mặt tạo phản sớm hơn? Bởi nếu tạo phản sớm hơn thì Tô Lâm đã không phải vất vả tranh thủ, chạy đua với quy lịch quá tuổi như hiện nay. Một điểm khác nữa khiến nhiều người đặt câu hỏi, đấy là xét về lực lượng, nhóm Hưng Yên mỏng hơn nhóm Nghệ An rất nhiều nhưng tại sao tô lâm vẫn dám có mặt làm phản đấy là chưa nói đến sự ủng hộ của tổng bí thư nguyễn phú trọng với đệ tử ruột vương đình huệ nếu xét về lực lượng trong bộ chính trị và trung ương đảng hưng yên đấu với nghệ an chẳng khác nào trứng trọi đá không biết tô lâm có nhận được sự ủng hộ từ bắc kinh hay không nhưng rõ ràng tô lâm đã dám lấy ít địch nhiều đang ở thế thắng lợi có thể nói tô lâm là một ngôi sao chính trị đang lên một mình náo loạn trung ương đảng qua các vụ bắt bớ khắp các tỉnh thành với nhiều quan đầu tỉnh đương chức đại náo bộ chính trị có việc hạ bệ có văn thưởng và tấn công dồn dập vương đình huệ có khả năng có đến hai trụ bị ngã bởi bàn tay của tô lâm làm phản trong đảng cộng sản không dễ bởi ngay trong đảng ủy bộ công an có mặt cả tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng tương tự trong quân ủy trung ương cũng như vậy về mặt nhà nước, ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an, nhưng về mặt Đảng, ông không phải là người có tiếng nói lớn nhất trong Bộ Công an. Vậy mà ông vẫn dám làm phản. Câu hỏi đặt ra là sức mạnh của Tô Lâm đến từ đâu? Nếu nói sức mạnh của Tô Lâm có được là do nắm binh quyền thì chỉ đúng một phần nhưng chưa đủ. Bởi trước đây Tô Lâm cũng nắm binh quyền, nhưng ông lại rất ngoan ngoãn trước tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với việc mất kiểm soát Bộ Công an, có thể nói thời của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hết tuy nhiên không biết đến bao giờ mới kết thúc sự nghiệp chính trị hoặc có ai kết thúc sự nghiệp chính trị của ông hay không hiện nay tô lâm là nhân vật nổi nhất một mình chinh chiến không ngán ngại ngay cả những tứ trụ mạnh nhất rất có khả năng chính tô lâm sẽ là người kết thúc sự nghiệp chính trị của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng bởi hiện nay không ai có thể áp chế được tô lâm tô lâm là ngôi sao chính trị đang lên ông nguyễn phú trọng đã không còn là nhân vật mạnh nhất trên vũ đài chính trị của việt nam tuy nhiên ông có chịu rút lui hay không thì lại là một câu hỏi to tướng suốt gần ba nhiệm kỳ của mình ông trọng luôn dùng quyền lực tuyệt đối trong đảng để tự trao cho mình những điều kiện ngoại lệ e rằng ông còn muốn tự trao cho mình thêm một suất đặc biệt nữa để tiếp tục ở lại nhiệm kỳ lần thứ tư nhưng điều này đã không còn dễ dàng như trước kia bởi giờ đây không phải ai cũng nghe ông, đặc biệt là Tô Lâm. Từ nay đến đại hội 14, khả năng ông Trọng sẽ rời chính trường giữa nhiệm kỳ là rất cao, bởi Tô Lâm đã thể hiện ý đồ giật ghế trước kỳ đại hội. Quý vị và các bạn có theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng Trọng sắp hết thời, ngôi sao mới nổi xuất hiện, ai sẽ kết liễu thời của ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de